Kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Em kính chúc toàn thể ông bà, cô chú, anh chị và các bạn có một tuần mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và may mắn. Hôm nay em lại tiếp tục nấu món canh khoai tây thịt bò. Đây là em có một ký củ khoai tây và một củ cải đỏ, còn gọi là cà rốt ạ. Khoai tây với lại củ cải đỏ em cũng đã gọt và rửa sạch sẽ rồi. Còn đây là em có 300g thịt bò, 1 ít tỏi băm, 1 ít ngò rí và hành lá em cũng đã sắc nhuyễn. Còn mắm muối thì một chút nữa em sẽ nêm sau ạ. Và bây giờ em sẽ đi sắc khoai tây và băm thịt bò ạ. Và đây là khoai tây, củ cải đỏ với lại thịt bò em cũng đã sắc và băm xong hết rồi ạ. Vì nhà em thích ăn khoai tây nên em nấu hơi nhiều ạ. Và bây giờ em sẽ đi chuẩn bị nấu. Sau khi nồi nóng thì em chế vô một muỗng canh dầu ăn, rồi em đổ tỏi vô em phi. Em phi tỏi cho nó thơm lên, rồi em sẽ đổ thịt bò với lại khoai tây vô em xào chung ạ. Sau khi tỏi nó thơm á thì em đổ thịt bò vô. Và bây giờ em sẽ cho củ cải đỏ với lại khoai tây vô chung luôn ạ. Và bây giờ em sẽ cho vô ít muối trắng, rồi nước mắm, rồi em sẽ đảo lên, em nấu cho nó thấm gia vị một chút, rồi em sẽ chế nước vô ạ. Xào nãy giờ thì khoai tây nó cũng đã thấm gia vị rồi. Bây giờ em sẽ chế nước vô. Nước thì mình cho tùy theo ý thích gia đình, mình thích ăn nhiều hay ít ạ. Rồi bây giờ em sẽ đậy nắp lại để cho nó chín ạ. Em nấu nãy giờ thì khoai tây với củ cải đỏ nó cũng đã chín mềm rồi. Bây giờ em sẽ cho vô một ít bột ngọt. Rồi em sẽ bỏ hành lá vô.
Vậy là em đã nấu xong, bây giờ em sẽ múc ra tô ạ. Vậy là em đã nấu xong món khoai tây với lại thịt bò, khá là thơm ngon à. Lúc nãy em có nếm thử rồi, rất là vừa ăn luôn à. Món này á, mình ăn với cơm hoặc là chấm với lại bánh mì cũng rất là ngon à. Vậy thôi, video em nấu món khoai tây với lại thịt bò đến đây là hết rồi. Em cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã xem hết video của em. Hẹn ông bà, cô chú, anh chị vào video sau ạ.